Xin chào tất cả các em. Thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 2 là phân vùng nguy cơ thiên tai trong cái môn là phân tích không gian nâng cao. Thì trước tiên chúng ta nói một chút về khái niệm nguy cơ lũ lụt là cái vấn đề mà chúng ta sẽ làm bài tập trong cái phần trên lớp. Thì nguy cơ ở đây chúng ta có thể hiểu là nó có thể là một cái hiện tượng, một cái vật thể hoặc một cái hoạt động cũng như tình trạng mà có tính nguy hiểm. Ví dụ như là hiện tượng, ví dụ như là sấm sét, lũ lụt, một cái vật thể có thể gây nguy hại, ví dụ như hóa chất, độc hại, hoặc một cái tình trạng, ví dụ tình trạng đang bị bệnh gì đó của con người, mà những cái yếu tố này nó có thể gây ra thiệt hại, nó nguy hiểm nhưng mà nó phải gây thiệt hại về sức khỏe con người, về tài sản, về sinh kế dịch vụ, hoặc là làm gián đoạn một cái hoạt động xã hội, kinh tế nào đó, hoặc là về môi trường. Và nguy cơ thì nó sẽ có xác suất xảy ra, tức là không phải lúc nào nó cũng xảy ra, đúng không nào, mà nó sẽ có một cái xác suất, tức là một cái tỷ lệ xuất hiện nào đó trong một khoảng thời gian trên một cái khu vực địa lý cụ thể với một cái cường độ lớn hay nhỏ khác nhau. Thì trong nguy cơ chúng ta có nguy cơ lũ lụt, thì nguy cơ lũ lụt chúng ta có thể hiểu đó là cái nguy cơ nó liên quan đến những thiệt hại mà do lũ lụt gây ra. Và cái nguy cơ này nó là gì? Nó có thể hiểu theo nghĩa khác, nó là một cái khu vực mà có khả năng bị ngập nước do mưa bão, do sạt lở đất hoặc là do vỡ đập. Thì cái dữ liệu đầu vào trong cái bài tập trên lớp chúng ta sẽ sử dụng thì nó sẽ bao gồm các lớp dữ liệu sau. Thứ nhất là địa giới Thành phố Hồ Chí Minh, xếp file lượng mưa ngày mùng 2/6/2022, có tên là lượng mưa 4 km.tip theo địa giới raster. Độ cao chúng ta có file là đem 90m chấm tiếp, lớp phủ bề mặt tên là lớp phủ bề mặt 10m chấm tiếp, thổ nhưỡng 1m chấm xếp file và thủy hệ là chấm xếp file. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp của logic M và GS, cụ thể là các chức năng extract by mass này, rescale by function, resemble the slope này, rescale by function này, rồi add field, classify field calculator, the polygon thruster, Euclid distance and weight the sum, những chức năng này để chúng ta ra được một cái kết quả, đó là cái bản đồ thể hiện cái nguy cơ lũ lụt, tức là cho ta biết được cái khu vực nào là nguy cơ rất thấp, khu vực nào nguy cơ rất cao, giá trị chạy từ 0 đến 1. Thì đây là hình ảnh minh họa chúng ta về cái dữ liệu đầu vào. Đây là lượng mưa ha, và địa giới Hồ Chí Minh. Đây là đem 90m, đây là lớp phủ bề mặt, đây là thổ nhưỡng và đây là thủy hệ. Thì quy trình chúng ta xử lý thì nó sẽ gồm có tất cả là 17 cái bước sau ha. Chúng ta đi từ từ cái bước thứ nhất là cắt lớp lượng mưa, sử dụng lớp là Thành phố Hồ Chí Minh và lớp lượng mưa 4km ha. Chắc máy mát chúng ta cắt lượng mưa theo Hồ Chí Minh, sau đó chúng ta gán mức nguy cơ cho cái lớp lượng mưa này bằng cái công cụ là rescale by function. Sau đó chúng ta tăng độ phân giải lên cho cái lớp lượng mưa này. Thì kết quả nó sẽ có được một cái dữ liệu là gọi là mức nguy cơ cho lượng mưa. Đối với độ dốc chúng ta sẽ tính ha, tính độ dốc từ đem, sau đó gắn mức nguy cơ cho độ dốc, ra được một cái file là mức nguy cơ độ dốc. Đối với lớp phủ bề mặt chúng ta sẽ cắt lớp phủ theo ranh giới Hồ Chí Minh, gắn mức nguy cơ, rồi tạo raster theo mức nguy cơ. Kết quả nó sẽ có được là mức nguy cơ của hệ số nhám ha, một thuộc tính của lớp phủ. Rồi thổ nhưỡng thì chúng ta sẽ gắn hệ số thấm, rồi chúng ta chuyển nó sang raster và gắn mức nguy cơ, kết quả là mức nguy cơ theo hệ số thấm của thổ nhưỡng. Tiếp theo chúng ta tính khoảng cách đến thủy hệ, gắn mức nguy cơ, chúng ta có được kết quả là mức nguy cơ đến cho khoảng cách thủy hệ. Sau khi có được bốn cái lớp này, chúng ta sẽ trồng lớp để tính cái chỉ số nguy cơ lũ lụt, rồi chúng ta thống kê cái mức nguy cơ giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, trung bình, rồi lựa chọn, rồi chúng ta phân cấp nguy cơ này và chúng ta tính diện tích cho từng cái mức nguy cơ. Thì bước đầu tiên chúng ta nói một chút về cái hàm chuyển đổi ha, cái hàm đã sử dụng. Hàm chuyển đổi này thật ra nó chính là cái hàm liên thuộc đấy ha. Thì chúng ta sẽ có cận dưới, cận trên, đúng không? Giá trị đầu vào và giá trị đầu ra là đã chuẩn hóa. Thì cái thang đo chúng ta chuẩn hóa là chạy từ 0 đến 1 ha, càng gần 1 là càng nguy cơ. Chúng ta có một số những cái hàm trong cái công cụ scale function này, phân bố chuẩn này, bao này,
tuyến tính tăng dần này, rồi logistics giảm này, rồi logistics tăng này, rồi hàm mũ này và hàm logarit. Thì đầu tiên chúng ta nói về cái bước là cắt lớp lượng mưa theo ranh giới Hồ Chí Minh. Ta dùng chức năng extract by mass trong công cụ là spatial analysis tool này, extraction, extract by mass. Số 1 chúng ta sẽ khai báo là cái lớp infrastructure là lượng mưa 4 km. Số 2 là lớp chúng ta dùng để cắt, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Và output thì chúng ta đặt tên là lượng mưa 4 km thành phố Hồ Chí Minh. Thì kết quả mình sẽ có được đây ha, lượng mưa sau khi cắt theo Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ gắn bức nguy cơ cho lớp lượng mưa. Ta dùng công cụ là rescale by function nằm trong cái mục spatial analysis tool reclass. Ở đây chúng ta sẽ khai báo thứ nhất là cái infrastructure là lượng mưa 4 km đã cắt tại Hồ Chí Minh này. Output chúng ta đặt tên thêm cái chữ rescale. Rồi cái chỗ transformation function này, cái hàm trình độ chúng ta sẽ chọn hàm tuyến tính. Rồi tiếp theo là form scale to scale, thì đây là cái kết quả nó sẽ trả ra chúng ta, chúng ta sẽ chuẩn hóa giá trị chạy từ 0 đến 1 ha. Còn đến 1 chúng ta list 5. Ok, thì cái hàm này chúng ta hiểu linear là gì, lượng mưa càng cao thì nguy cơ lũ lụt càng lớn ha. Thì kết quả ở đây ha, chúng ta thấy ha, cái vùng màu trắng này lượng mưa cao thì nó sẽ ứng với cái vùng màu xanh ha, nguy cơ cao số 1 ha. Bây giờ chúng ta tăng cái độ phân giải không gian lên. Thì hiện tại cái lớp lượng mưa chúng ta đang độ phân giải là 4 km, bây giờ nó sẽ tăng lên độ phân giải là 90 m để nó bằng với độ phân giải các lớp kia ha, để khi trong lớp nhìn nó sẽ mượt hơn. Ta dùng cụ gọi là resemble ha, resemble trong cái hộp là data management tool này, raster này, raster processing ha. Số 1 chúng ta sẽ khai báo cái lớp đầu vào raster, đó là lượng mưa 4 km đối với chiming city scale. Output thì ta sẽ thêm ta sửa là chữ 4 km thành chữ là 90 m ha. Rồi chữ xi là ứng với độ phân giải, chúng ta sẽ gán nó chỉ là 90 m. Rồi cái hàm chúng ta tái chế mẫu thì chúng ta sẽ chọn là hàm binini ha, và chúng ta lít vào cái chỗ số environment đây ha, số 5 này ha, là chọn cái output coordinate system, tức là cái tọa độ đầu ra của nó ha. Thì do cái lớp lượng mưa này ban đầu đang ở hệ thống địa lý, bây giờ nó sẽ chuyển nó sang hệ thống độ phẳng W84 448 tem. Rồi 5, 6 và 7 nó đến ok. Thì đây là kết quả sau khi chúng ta đã scale ha, và chúng ta tăng độ phân giải đây, thì nó sẽ mượt hơn ha. Rồi tiếp theo chúng ta tính độ dốc từ lớp độ cao, thì chúng ta dùng công cụ là slope ha. Bây giờ chúng ta sẽ tính độ dốc với định vị Ấn Độ. Số 1 chúng ta khai báo cái raster là đem 90 m. Số 2 chúng ta đặt tên cho cái output là độ dốc của Hồ Chí Minh. Số 3 là cái đơn vị của độ dốc, chúng ta chọn là degree Ấn Độ. Rồi số 4 chúng ta lít vào environment, chúng ta chọn cái hệ độ đầu ra cũng là UTM448 ha. Rồi chúng ta chọn cái processing extent, tức là cái phạm vi nó sẽ xử lý ha. Tính toán độ dốc này thì chúng ta sẽ tính trong phạm vi của lớp Hồ Chí Minh. Và cái mass chúng ta sẽ cắt cắt cái quả độ dốc này theo cái lớp Hồ Chí Minh số 7 ha, và số 8 ta đến ok. Thì đây là kết quả tôi thấy là ban đầu thì cái đem ta nó sẽ rất là lớn ha, nó sẽ phủ cả ngoài Hồ Chí Minh nhưng mà khi chúng ta tùy chọn nó chỉ xử lý trong phạm vi Hồ Chí Minh và chúng ta cắt ranh giới thì nó sẽ được cái kết quả như cái hình như đây ha, độ dốc là chạy từ 0 và đến là 11.27 độ. Để gắn mức nguy cơ cho đất độ dốc, chúng ta dùng lại chức năng scale by function, nhưng chúng ta sẽ chọn cái hàm khác là hàm logistic decay ha. Hàm này thì nó sẽ cong sẽ giảm như này, giảm xuống. Thì cái đầu vào là độ dốc của chiming, output raster thì chúng ta thêm chữ scale vào, chọn hàm function đây, logistic decay ha. Form scale là 0 và scale là 1 sao. Làm đấy ok. Để kết quả chúng ta thấy ha. Cái độ dốc mà càng cao thì nguy cơ lũ càng thấp. Ví dụ như cái khu vực trên đây nằm địa hình cao này, thì khi mưa xuống thì nó sẽ chạy xuống dưới thấp, thì nó sẽ thấp. Như khu vực của Đức chúng ta này, màu đỏ, độ dốc cao thì được với màu đỏ này là độ dốc cái nguy cơ thấp ha. Đối với lớp phủ mặt, đầu tiên ta cũng sẽ cắt theo ranh giới Hồ Chí Minh, dùng lại chức năng extract by mass. Đầu vào input raster là lớp phủ mặt 10 m, dùng mặt nạ là Hồ Chí Minh, và đầu ra là lớp phủ mặt 10 m Hồ Chí Minh. Thì đó, kết quả chúng ta thấy đây nó sẽ tạo ra cái
lớp phủ bề mặt cho thành phố Hồ Chí Minh, gồm các giá trị là 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Bây giờ chúng ta sẽ gắn với cái cơ cho lớp phủ bề mặt. Thì cái này chúng ta sẽ mở thuộc tính ha, của cái lớp phủ bề mặt 10 mét Hồ Chí Minh này. Chúng ta chọn nè, add view là thêm một cái trường ha. À, đặt tên là nguy cơ, dạng là số thập phân ha, bộ chúng ta ok. Sau đó chúng ta bật chế độ biên tập cho cái lớp phủ bề mặt này. Chuyển phải vào lớp đó, chọn Edit Feature, chọn Style Editing. Sau đó chúng ta sẽ nhập cái mức nguy cơ vào cho từng cái value. Số 1 thì ứng với mặt nước thì giá trị nó sẽ là 0.7. 2 là đối với cây thì nó là 1.0. 4 là thực vật ngập nước là 0.5. 5 là cây trồng là 0.3. 7 là đất xây dựng là 0. 8 đất trống là 0.3. 10 là mây là 1. Và 11 là đồng cỏ là 0.5. Nhập vào. Sau khi nhập xong, ta sẽ stop editing, ta chuẩn bị biên tập và lưu lại kết quả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo lớp raster theo mức nguy cơ của lớp phủ mặt. Ta dùng cái công cụ có tên gọi là lookup, lookup trong Relax, rồi trong Spectralist Tool. Số 1 chúng ta sẽ chọn input raster là lớp phủ bề mặt 10m Hồ Chí Minh. Lookup view thì ta chọn trường là nguy cơ, ta mới mới gắn cho chị. Và cái output chúng ta sẽ đặt tên là lớp phủ mặt 10m Hồ Chí Minh lookup. Bạn đã lên ok thì kết quả giá trị ban đầu là từ 1 đến 11 thì nó sẽ phân thành cái đầu ra là chạy từ 0 đến 1 ha. Bây giờ đến đối với thổ nhưỡng thì chúng ta sẽ gán hệ số thấm cho lớp thổ nhưỡng. Chúng ta cũng mở thuộc tính của lớp thổ nhưỡng lên, rồi add field một cái trường tên là thấm nhận cũng nhận double ha. Ok, đó thì chúng ta sẽ lấy chuột phải vào cái cột thấm này, chọn là field calculator. Số 3 chúng ta tích vào cái phần là show code block này. Chúng ta sẽ viết một cái đoạn fix ngắn bằng BB nha. Với điều kiện thôi, nếu mà texture nó là clay long thì chúng ta gắn giá trị là 2.3, sandy clay thì là 1.3, sandy clay long thì là 1.3, silty clay là 0, silty clay long là 1.5, silty long là 6.9 và còn lại là 0. Đây là kết quả sau khi chúng ta đã gắn xong ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thổ nhưỡng này sang cái raster hệ số thấm ta vừa mới tạo. Ta dùng cái công cụ là polygon to raster ha. Input feature là thổ nhưỡng 1m, value field là thấm, rồi cái số 3 đầu ra đặt tên là thổ nhưỡng 1m thấm. Chúng ta chọn cái cell size, cái pixel cell là 90m và click ok để kết quả sau khi chúng ta đã chuyển sang raster ha. Bây giờ gắn với nguy cơ cho cái lớp thấm này, nó dùng lại cái hàm là rescale by function. Chúng ta khai báo cái số 1 là thổ nhưỡng 1m thấm ha. Số 2 output chúng ta đặt tên thêm chữ rescale vào. Hàm chuẩn hóa chúng ta chọn là logistic decay ha. Và giá trị chạy từ form và đến true là 0 đến 1. Tức là hệ số thấm càng cao thì nguy cơ càng thấp. Nên là lần thấm nước xuống dưới mặt đất thì nó sẽ không có gây nguy cơ ngập nữa. Rồi số 4, số 5 và vấn đề ok để kết quả chúng ta đây ha. Cái khu vực đầu hết là cái toàn bộ Hồ Chí Minh nó đều là mức độ là cao hết này. Bây giờ tính khoảng cách đến thủy hệ đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta dùng cái chức năng là Euclid Distance trong Distance trong Spectralist Tool. Số 1 chúng ta đã chọn cái lớp đầu vào là thủy hệ. Số 2 đầu ra là tên là khoảng cách đến thủy hệ. Số 3 cái thứ biết xem chúng ta chọn là 90m ha. Số 4 chúng ta chọn phần environment, chúng ta cũng sẽ khai báo là cái phạm vi nhiệt độ của nó ha. UTM 48. Rồi chúng ta phạm vi xử lý thì trong phạm vi Hồ Chí Minh thôi. Và chúng ta sẽ cắt theo ranh giới của Hồ Chí Minh. Sau đó thì chúng ta click ok để kết quả ha. Trong phạm vi Hồ Chí Minh thì chúng ta phân cấp hoặc cắt đến thủy hệ nhỏ nhất là 0, lớn nhất là 3477.54. Giờ gắn mức nguy cơ cho lớp khoảng cách đến thủy hệ, chúng ta dùng lại cái hàm là rescale function. Thì đây chúng ta sẽ chọn nó theo hàm linear, tức là khoảng cách mà càng xa sông suối thì khi mưa nó xuống thì nó sẽ cái phần mà thoát nước nó sẽ thấp thì nó sẽ nguy cơ ngập lụt nó càng cao, đúng không nào? Vậy chúng ta chọn là hàm linear. Càng xa thì lại càng lớn thì cái nguy cơ càng cao. Số 1 chúng ta khai báo là khoảng cách đến thủy hệ. Số 2 chọn khoảng cách thủy hệ rescale. Số 3 chọn hàm chuẩn hóa là linear ha, và form true là 0 đến 1 và ok để kết quả ha. Chúng ta thấy ví dụ như những khu vực mà cao thì nằm ở những khu vực giữa đây ha, trung tâm này, một xanh ok. Bây giờ sau khi đã có được tất cả các lớp
cái lớp thành phần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tính chỉ số nguy cơ lụt. Thì cái chỉ số nguy cơ lụt này nó sẽ tính trên cơ sở là gì? Nó sẽ lấy cái giá trị mức nguy cơ của từng cái lớp, lượng mưa, độ dốc, rồi hệ số nhám của lớp phủ bề mặt, hệ số thấm của thổ nhưỡng và các thiết hệ, đúng nè. Mà chúng ta nãy giờ chúng ta đã chuẩn hóa, nó nhân với cái trọng số, trọng số thì nó chạy từ 0 đến 1, trọng số càng cao thì nó mức độ ảnh hưởng của cái nguy cơ càng lớn đến cái nguy cơ lũ lụt. Thì đây chúng ta sẽ khai báo lượng mưa, trọng số lớn nhất là 0,5, độ dốc là 0,2, số nhám là 0,15, số thấm là 0,1, và đến thủy hệ là 0,05. Chúng ta chọn công cụ là weighted sum này trong overlay ha, space and tool ha. Thì input vector ta sẽ chọn là 1, 2, 4, 5, 5 cái lớp nè, lượng mưa descale này, độ dốc descale này, là phủ bề mặt lúc up, thổ nhưỡng descale và các thiết hệ descale. Fill là theo value này, còn đây này weight thì ta sẽ nhập chỉ bằng 0,5, 0,2, 0,15, 0,1 và 0,05. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái đầu ra là đặt tên đầu ra là nguy cơ lụt chấm tiếp và ok. Thì kết quả chúng ta sẽ thấy đây ha, giá trị nguy cơ lụt nó chạy từ 0,21 đến 0,95. Thì chúng ta thấy khu vực phía tây này ha, khu vực bình chắn này, thì nó màu tím nguy cơ cao này. Bây giờ chúng ta xem cái thống kê về định thống kê xem là cái mức trung bình của nó ha, hoặc là chuẩn của nguy cơ lụt là bao nhiêu. Chúng ta chuẩn phải và nguy cơ lụt chúng ta chọn property, chọn sụt ha, và ta kéo đến mục là thống kê, ta thấy được cái min này 0,55 ha, rồi được chọn là STD này. Bây giờ chúng ta sẽ phân cấp cái chỉ số nguy cơ lụt này, chúng ta phân thành 5 cái khoảng theo phát là tư phân vị. Tư phân vị thì chúng ta sẽ có là Q1, Q2, Q3, Q4 đúng không? Q1 lớn với giá trị là thấp, đến trung bình cao rất cao. Bây giờ chúng ta phân thành 5 khoảng, thì có như Q1 ứng với thấp thấp, Q2 là thấp, Q3 là trung bình, Q4 là cao và Q5 là rất cao. Thì chúng ta dùng classify đó. Rồi chúng ta chọn classify là quanti ha, số lớp là 5 và cái thang màu ha, từ màu màu đỏ đến màu xanh nước biển. Và có thể sửa lại cái label cho nó ha, từ rất thấp đến rất cao. Rồi, ok. Thì đó ta nhìn một qua này, khu rất cao sẽ nằm ở khu này đây. Phía tây này của Hồ Chí Minh. Khu đất thấp thì khu vực phía bắc của Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ dùng classify để chúng ta tạo một cái raster ha, một cái raster gọi là phân cấp. Classify thì cho cái lớp là input là nguy cơ lụt, trường phân cấp nó chọn mặc định là value này, và số 3 nó chọn classify đây, số 4 chọn là phát là quanti nè, chỉ là 5 khoảng. Và chúng ta sẽ gắn cận trên của nó ha, cận trên lớn nhất của nó là 1 ha, thì ok. Thì gắn cận xin lỗi, cận dưới là bằng 0 ha, nên là 0,1 nó kèm thì ghi nhầm, cận dưới bằng 0 và cận trên là bằng 1. Rồi sau đó thì giá trị chạy tự động từ 1 đến 5 như cái từ Q1, Q2, Q3, Q1, Q5, và cái đầu ra là tên là nguy cơ lụt phân cấp, chúng ta click ok. Thì đây kết quả là thấy đây ha, số 1 là rất thấp, số 2 là thấp ha, số 3 là trung bình, số 4 là cao và số 5 là rất cao. Thì bây giờ dữ liệu này nó đã chỉ còn lại là gì, những giá trị rời rạc. Bây giờ chúng ta sẽ chuột phải là chọn là open table attribute này, attribute table chúng ta chọn thêm một cái trường mới gọi là diện tích hectare, dạng là số thập phân và ok. Sau đó chúng ta dùng cái field calculator chúng ta nhập cái hàm vào diện tích của các khối pixel, nó sẽ bằng là số pixel của nó tức là count nhân cho cái kích thước diện tích của pixel. Diện tích pixel thì nó sẽ bằng bình phương của kích thước pixel, ở đây là 91,44 chia cho 10.000 để truy đổi hectare và ok. Thì nó sẽ có được giá trị ví dụ như là giá trị 1 diện tích là 34.892 hectare, giá trị 2 là 36.705, 3 là 36.937, 4 là 36.508, 5 là 34.721 hectare. Thì đó là cái phần demo trên lớp. Còn bây giờ đến cái phần kiểm tra, chúng ta sẽ sử dụng 4 cái lớp dữ liệu là địa giới Hồ Chí Minh, lớp phủ bề mặt, thổ nhưỡng và thủy hệ, sử dụng 4 lớp này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt lớp phủ bề mặt theo địa giới Hồ Chí Minh, sau đó thì gắn cái mức nguy cơ gọi là ngập chiều. Trong cái phần demo trên lớp chúng ta làm lũ lụt, đúng không nào? Lũ lụt trời tối mưa. Còn cái kiểm tra chúng ta sẽ làm là nguy cơ ngập chiều, tức là do cái nước sông, do cái mực nước trong sông nó dâng cao.
thì nó gắn với cái cơ như sau, giá trị là 0.7, 1, 1, 0.9, 0.1, 0.5, 1, 0.7, tương ứng với lớp bụi mặt là 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Rồi sau đó thì đến lớp thổ nhưỡng thì nó sẽ gắn với cái cơ ngập chiều là 1, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.6 và 0 cho cái texture, tức là cái thuộc tính texture của lớp thổ nhưỡng ha. Tưởng là clay loam, là sandy clay, là sandy clay loam, silty clay, silty clay loam, silty loam và water. Rồi sau đó thì đối với cái thủy hệ, chúng ta sẽ chuẩn hóa mức nguy cơ ngập chiều cho lớp thủy hoặc các thủy hệ nhưng với cái hàm là logistic decay ha. Sau khi có được ba cái lớp chúng ta chuẩn hóa rồi thì chúng ta sẽ tính chỉ số nguy cơ ngập chiều bằng cách trồng lớp phủ bề mặt thổ nhưỡng hoặc các thủy hệ với trọng số lớp được là 0.3, 0.2 và 0.5. Gắn tất cả các data này có kích thước pixel là 100m. Sau đó là điền kết quả vào cái Google Form cho các câu hỏi sau. Câu số 1 là giá trị trung bình của mức nguy cơ ngập chiều cho lớp hoặc các thủy hệ là bao nhiêu, làm cho năng suất hợp phân. Ở giá trị trung bình của chỉ số nguy cơ ngập chiều là bao nhiêu, làm cho năng suất hợp phân. Diện tích hecta của khoảng trị chỉ số nguy cơ ngập chiều từ 0.2 đến 0.6 nó là bao nhiêu hecta, làm cho năng suất hợp phân. Số 4 là phân cấp chỉ số nguy cơ ngập chiều theo cái phương pháp là phân vị đấy, cái phân vị này, quantile này. Nhưng mà bây giờ nó phân là 3 khoảng thôi, là Q1, Q2, Q3 này. Thì bây giờ khi đó hãy cho biết là khoảng nào có diện tích là lớn nhất. Thì đó là cái yêu cầu của bài tập kiểm tra trên lớp. Chúc tất cả các em thành công.